Thưa quý vị, thưa các bạn, nhận thức sâu sắc về tính chiến lược và tầm quan trọng của việc tiết kiệm năng lượng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt là vai trò của các hộ gia đình trong việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả. Ngày 14 tháng 5 năm 2015, chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện năm 2015 đã được chính thức phát động trên quy mô toàn tỉnh Phú Thọ. Và đến nay, chương trình này đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Sau 6 tháng thực hiện, chương trình đã thu hút hơn 36.000 hộ gia đình đang sinh sống tại thành phố, huyện, thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tham gia. Các hộ dân tham gia cam kết phấn đấu thực hiện sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả để đạt được các tiêu chí, tiết kiệm 10% lượng điện tiêu thụ so với tháng cùng kỳ năm 2014 và duy trì liên tục trong 6 tháng sẽ đạt danh hiệu gia đình tiết kiệm điện, được thưởng 500.000 đồng. Những hộ dân vừa thực hiện tiết kiệm điện theo đúng tiêu chí hộ gia đình tiết kiệm điện, đồng thời sử dụng các sản phẩm tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt như là bình nước năng lượng mặt trời, thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng lượng hiệu suất cao như đèn hình quang T5, T8, đèn compact, đèn LED, điều hòa có biến tần, inverter và các sản phẩm đồ điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng sẽ đạt tiêu chí hộ gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu và được thưởng 1 triệu đồng một gia đình. Chương trình thì cũng đã lan tỏa được đến rất nhiều các hộ gia đình ở trong toàn tỉnh, đặc biệt là cả thành thị và nông thôn. Thế và nó cũng đã tạo thành một cái ý thức trong cộng đồng. Thế và năm 2016 thì chúng tôi sẽ dự kiến là sẽ kết hợp tiếp với lại các cái hội trong các cái cơ quan đoàn hội ở trong tỉnh, như là đoàn thanh niên, hội phụ nữ, rồi thì mặt trận tổ quốc, rồi các đoàn thể khác nữa, thì để mà làm sao triển khai được tốt hơn. Trong thời gian phát động thi đua gia đình tiết kiệm điện năm 2015, Công ty Điện lực Phú Thọ cùng các cơ quan như là Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đoàn Phú Thọ, Trung tâm khuyến công, tư vấn và tiết kiệm năng lượng đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông như thành lập đội ngũ tuyên truyền viên với lực lượng cán bộ nòng cốt cùng sự góp sức của hơn 500 tình nguyện viên, vận động trực tiếp các hộ gia đình đăng ký tham gia chương trình, treo hàng nghìn băng rôn, poster dọc các tuyến phố, các nút giao thông có mật độ tham gia giao thông cao trên địa bàn tỉnh, phát 250.000 bộ tài liệu tiết kiệm điện đến tận tay khách hàng sử dụng điện, xây dựng triển khai mô hình hoạt động truyền thông tổ dân phố tiết kiệm điện tại thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao. Chúng tôi mà đi vắng về quê 1-2 ngày là chúng tôi cất toàn bộ cổ rau tổng. Thế hoặc là những cái giờ cao điểm từ 18 giờ cho đến 22 giờ là tất cả những thiết bị là chúng tôi hạn chế tiết kiệm. Dùng những cái thiết bị trong nhà là phải dùng rất là tập trung vào những cái giờ. Thế còn những cái giờ cao điểm chúng tôi tắt thiết bị và những cái bóng nào mà cảm thấy không cần thiết là chúng tôi tắt bỏ. Gia đình tôi lần này lần đầu tiên tham gia được cái chương trình tiết kiệm điện, được chọn là gia đình tiêu biểu xuất sắc. Thế trong quá trình sử dụng điện đối với gia đình nhà tôi thì dùng mọi cái biện pháp như là không sử dụng qua thông tin đại chúng, truyền thông, đài báo chí thì chúng tôi đã sử dụng cái động tác là từ cái đèn sợi đốt sang hình quang. Hoặc là tiết kiệm điện khi những bóng điện mà không sử dụng chúng tôi tắt không khi sử dụng. Cái thứ hai là nước nóng chúng tôi hiện nay dùng cái thái dương năng trên cái để sử dụng điện nó có tiết kiệm nhiều hơn. Lãnh đạo EVN NPC cho biết, Phú Thọ là một trong 27 tỉnh thành phố đã triển khai chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện rộng khắp từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2015. Chương trình được triển khai đồng bộ và được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài phát thanh, truyền hình của tỉnh, loa đài phường xã, báo chí địa phương. Tại 27 tỉnh miền Bắc, địa bàn do EVN NPC quản lý, vận hành, kinh doanh bán điện, chương trình đã thu hút được sự tham gia của hơn 600.000 hộ gia đình. Lễ trao giải các gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu sẽ được tổ chức đồng loạt tại 27 tỉnh thành miền Bắc trong tháng 12 năm 2015. Tổng cơ cấu giải thưởng gần 3 tỷ đồng. Chúng tôi cho rằng là đối với lại tiết kiệm điện, chủ yếu vẫn là công tác tuyên truyền, vận động và kết quả như chương trình của tỉnh Phú Thọ thì đã minh chứng cái chuyện đó. Khi được sự góp sức đồng lòng của toàn cộng đồng, của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đặc biệt là các hộ gia đình thì chúng ta sẽ có một cái kết quả rất là tốt. Vì vậy mà chúng tôi đã cho in tờ rơi rồi là qua các cái phương tiện thông tin đại chúng của trung ương, địa phương và đặc biệt là cái hệ thống thông tin cơ sở như là loa đài truyền thanh ở phường xã thì truyền tải những cái thông điệp về tiết kiệm điện đến toàn thể người dân cũng như các hộ gia đình
Thế còn đối với các cái hộ sử dụng điện lớn thì chúng tôi đã trực tiếp tư vấn cho họ về các cái phương pháp tiết kiệm năng lượng, bảo toàn cái năng lượng hoặc là hỗ trợ để kiểm toán năng lượng. Qua đó thì họ sẽ điều chỉnh cái phương thức quản lý về sử dụng năng lượng trong các cái doanh nghiệp của họ. Có thể nói từ kết quả chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện năm 2015 của tỉnh Phú Thọ đã cho thấy sự chuyển biến thực sự từ nhận thức sang hành động của cộng đồng xã hội, xây dựng ý thức của mỗi thành viên trong gia đình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, xây dựng thói quen sử dụng tiết kiệm điện, góp phần giảm mức tiêu thụ điện nhằm đáp ứng nhu cầu tốt nhất cho đời sống sinh hoạt của nhân dân, cho sản xuất kinh doanh và góp phần phát triển kinh tế xã hội.